Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft bị xe mòn siêu cấp. Và tập trước thì chính thức mình đã chinh phục được đấng sáng tạo Asus về đội của mình rồi các bạn ha. Và sắp tới mình sẽ thu gom cho đủ tất cả những miếng Blade còn lại để chúng ta có thể phát huy tối đa sức mạnh của Asus trong những kèo đối đầu 1-1 ha. Và hiện tại thì trong người của mình thì không còn quá là nhiều bóng chứa, thế nên là bây giờ mình sẽ chế tạo thêm thật là nhiều bóng chứa và chuẩn bị cho công việc ngày hôm nay ha. Dự là hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá hơi bị nhiều á nha. Rồi, ok. Sơ bộ thì mình làm nhiêu đây bóng chứa chắc cũng đủ dùng trong vài ngày rồi đó các bạn ạ. Mặc dù hơi thiếu dust spawn để bắt vào buổi tối á, nhưng mà không sao, mình tin là những quả bóng khác cũng có thể bù trừ được khả năng bắt vào buổi tối của dust spawn thôi. Và hôm nay thì có một điều đặc biệt là chúng ta sẽ có một đội hình không như ý mình chọn được các bạn ạ. Mà mình sẽ ngồi lên cái máy tính này, sau đó thực hiện cái kế hoạch đó chính là thử dụng vòng quay Pokemon. Đây là lần đầu tiên mình áp dụng cái vòng quay Pokemon này vào cái thế giới Pixelmon siêu cấp của mình các bạn ạ. Mình đã tạo ra một loạt cái danh sách những đội hình Pokemon mà mình dự tính sẽ sử dụng trong ngày hôm nay nè. Và các bạn cũng có thể góp ý cho mình những cái đội hình mà các bạn mong muốn mình sử dụng á. Và tiếp theo chúng ta sẽ xoay cái vòng quay này để xem coi ra cái đội hình nào thì mình sẽ sử dụng đội hình Pokemon đó. Cách thức thì cũng rất là đơn giản á. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái vòng quay thôi các bạn ơi. Không biết đội hình nào chúng ta sẽ sử dụng trong ngày hôm nay đây. Quay. Oh my god, oh my god. Đội hình gì đây? Ui, ui, ui. Ôi. Đội hình Pokemon khởi đầu. Xíu nữa lại ra đội hình Pokemon Unite rồi. À. Và đội hình Pokemon khởi đầu thì sẽ có rất là nhiều cái thế hệ ha. Từ Gen 1 cho tới hiện tại của mình là Gen thứ 8 nè. Wow. Hơi tiếc là mình chỉ có thể đưa một lần 6 em ra trận thôi à. Bây giờ trong máy tính của mình thì để mình tính sơ qua coi mình đã có mấy nhóc rồi ta. Đầu tiên là Bulbasaur, mình đã có dạng tiến hóa cuối cùng rồi nè. Squirtle mình cũng có ở dạng tiến hóa cuối cùng nha. Tương tự với Charmander. Litten. Còn nhóc nào nữa không ta? Scorbunny. Ui. Và cái em nhiễm lửa này. Không biết là đội hình này sẽ kết hợp có hiệu quả hay không đây. Hy vọng là sẽ ổn á. Rồi rồi, nói là làm liền. Mình sẽ đưa lần lượt những cái nhóc mà mình chọn hồi nãy ra ha. Nè, Venusaur nè, Blastoise. Tiếp theo là Charizard. Blaziken thường mình không có các bạn ơi. Hồi nãy trong cái đội hình đó không đề cập là có thể ở dạng đặc biệt hay không. Ê. Hay là mình sử dụng đội hình Pokemon khởi đầu nhưng mà là ở dạng đặc biệt. Tại vì trong yêu cầu đâu có mở ngoặc đâu. Vậy thì Charizard mình sẽ lấy hình dạng God nè. Venusaur thì mình sẽ lấy ở dạng Fusion. Blastoise hả? Blastoise mình sẽ sử dụng Blastoise ở dạng Fusion luôn. Tiếp theo, Blaziken, mình sẽ dùng Blaziken God. Litten, Litten thì mình không có ở dạng Fusion rồi. Mình chỉ có Litten ở dạng thường thôi các bạn. Em đã trở thành Incineroar ha. Và cuối cùng, sẽ là em nhiễm lửa, Quilava. Dạ ha. Nhưng mà hiện tại Quilava là thành viên nhỏ cấp nhất các bạn. Đã vậy em còn chưa được tiến hóa thành T-Blossom nữa. Thôi được, chắc mình sẽ luyện cấp cho cái nhóc này ha. Oh wow wow. Đội hình này mình nghĩ cũng sẽ rất là mạnh đó các bạn à. Vì có một vài Pokemon ở cái dạng đặc biệt á. Và hôm nay mình sẽ sử dụng cái đội hình đặc biệt này để chúng ta đi tìm Arceus God các bạn ơi. Mình rất là muốn chinh phục Arceus God bữa giờ rồi. Nhưng mà chỉ toàn gặp dạng boss cơ mà. Nên là hôm nay mình sẽ cố gắng. Ui. Gì đây? Hả? Đây là Lugia mà. Ủa phải không ta? Ừ, Lugia Fusion. What the heck? Sao lại lạc trôi ở đây vậy? Thôi được, sẵn tiện mình sẽ test đội hình mới của mình luôn á. Wow, cực đẹp luôn á. Cái dạng này kết hợp với một Pokemon mà hiện tại mình chưa có gặp được nè. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ thử cho Venusaur Fusion của mình tấn công bằng đòn Solar Beam chẳng hạn. Ok, tích trữ năng lượng và chuẩn bị. Máu rỉa cực tốt nha. Tiếp theo sẽ là một đòn Petal Blizzard. Thử xem. Trời, đòn này cũng có rỉa rất là tốt nè các bạn ơi. Và Lugia Fusion mình đã sở hữu rồi á. Nên là bây giờ mình chủ yếu cho đội hình mình chiến đấu thôi á. Ok. Bình tĩnh, bình tĩnh. Và đòn quyết định để xem coi Venusaur. Yay.
Em đã làm được rồi các bạn. Đây cũng là dịp để luyện cấp cho Willava luôn nha. Quá đã. À, mà bạn nào có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong Lovefruit, Refi, Unit Tower Defense thì có thể nhấp vào đường link mình để dưới phần bình luận nha. Ở tập trước á, mình còn nhặt được một cái quả GS Ball, thế nên là hôm nay sẵn tiện trên đường đi qua chỗ Stronghold, mình có ghé ngang cái khu vực này các bạn à. Đấy, chính là cái Elixirin các bạn. Cái này giống như là một cái ngôi miếu vậy ha. Và mình sẽ sử dụng cái GS Ball này lên cái ngôi miếu này để chúng ta triệu hồi một em Pokemon hoàn toàn mới. Chuẩn bị nè. Ê, khoan. Ủa đằng kia là Greninja đúng không? Hả? À không, Iron Ninja. Kèo căng nha. Ê, mà bữa giờ Incineroar của mình ít khi ra trận lắm. Ok, mình sẽ cho em ra trận á. Nhưng mà ui, như vậy thì hơi thiệt thòi cho em ta. Tính ra em hay lửa luôn á. Trời ơi, mình chọn vậy là khác gì cho đưa em vô thấy khó trời. Mà không sao, mình sẽ Dynamax cho em để bù trừ lại ha. Ok, em Dynamax lên kìa. Úi dùi, đánh cực kỳ gắt đến từ vị trí Incineroar các bạn. Và chuẩn bị Iron Ninja tiếp chiêu nè. Ê, knock out luôn. Wow, được nhen. Incineroar thấy vậy chứ cũng gắt lắm các bạn ơi. Bữa nay mà chọn đội hình này tính ra cũng được á các bạn à. Thấy vậy thôi chứ những em Pokemon của mình cũng rất là mạnh mẽ đấy. Rồi, bây giờ thì không chần chờ gì nữa, mình sẽ triệu hồi Pokemon Celebi. Dạ, đây rồi. Celebi cơ, có chút ép à các bạn à. Nhưng mà để coi chúng ta có thể nhờ Willava câu nghĩa máu không? Ồ, hay lắm Willava. Em cũng bắn một cái tia lửa nhỏ và có rỉa máu của Celebi cơ. Trời ơi, đã vậy Celebi còn chơi hộ máu nữa. Nhưng mà đã bị phỏng rồi nhen. Úi. Ơi Celebi liên tục hồi máu các bạn ơi. Mình không thấy em tấn công. Em toàn là chơi hộp phục không mà. Thôi kệ. Đẳng dịp này. Ui dạ, ê. Em tấn công rồi. Ui. Mình nghĩ là mình nên cho Willava vô trong nghỉ ngơi các bạn. Rồi. Và tiếp theo mình sẽ đưa Venusaur Fusion để chúng ta chém tăng cơ ha. Ui nhưng mà gì mình không chắc là chúng ta có thể tấn công ở cái ngưỡng an toàn á các bạn ơi. Sao ta giờ muốn có rỉa máu thì mình phải dùng một em nào đó tấn công ở cái mức mà Celebi chịu được á. À đây nè, hình quá. Blastoise Fusion tấn công đòn đó có vẻ là ok nha. Nó không có quá nguy hiểm cho Celebi các bạn ơi. Đấy. Trời ơi, Celebi liên tục chữa lành kìa. Khó chịu thật. Đúng, phải như vậy. Rồi, ở cái ngưỡng máu này mình nghĩ chúng ta có thể chinh phục Celebi rồi đó các bạn. Nhóc này còn nhỏ quá à. Thôi, mình tung Ultra Ball đi. Mình tính dùng Level Ball nhưng mà tính ra cấp của Blastoise với Celebi muốn xem nhau à. Nên là chắc dùng Ultra Ball là ổn nhất á các bạn ơi. Úi, được luôn rồi. Hay quá, Ultra Ball thôi. What? Celebi đã chịu về đội của mình. Wow, mở được cái thành tựu bắt Celebi rất là dài kìa các bạn. Nhưng mà nói chung thì ta-da. Thêm một người bạn bé nhỏ mang song hệ siêu linh và hệ lá về đội của mình rồi nha. Đưa em ra để hồi phục cho em cái ha. Ok, tại vì bây giờ mình đang sử dụng đội hình khởi đầu theo như là thử thách vòng quay Pokemon thôi, nên mình sẽ để em đâu đó ở này ha. Đó, xíu nữa có gì chúng ta đưa em ra trận sau. Rồi, còn bây giờ thì để cho đội hình của mình ra đánh boss thử nha. Nãy giờ chưa có đánh boss các bạn ơi. Đây, Manectric, boss đầu tiên mà đội hình khởi đầu của mình đương đầu ha. Để coi chúng ta có thể tấn công ổn hay không đây. Ui da, Manectric cấu rỉa ghê vậy. Nhưng mà không sao, ngọn lửa của Charizard có vẻ là đang áp đảo các bạn ơi. Wow, quá dữ luôn Charizard. Cố lên Charizard một lần nữa. Ui, ba đòn thôi các bạn. Công nhận. Úi, Willava đã tiến hóa rồi. Đây nha, đội hình của mình, mấy em Pokemon đều đã tiến hóa ở cái dạng cao nhất rồi các bạn ạ. Yay. Rồi, Willava bây giờ đã to hơn và trở thành Tylosun rồi nè. Mình sẽ tiếp tục luyện cấp cho em khi mà qua DN ha. Để cho em không có thua thiệt những người bạn Pokemon khác trong đội hình của mình hết các bạn. 3 days later. À, Absol.
Tao cưng lại muốn khiêu chiến với Tyler Sun ở cấp độ tối đa vậy. Nãy giờ là ẻm luyện cấp hơi bị nhiều đấy. Cưng liều. Nãy giờ mình đi cũng khá lâu các bạn à. Nhưng mà không có gặp được Asiot God á. Có vẻ là việc tìm kiếm Asiot God thật sự là rất là khó khăn các bạn à. Nhưng mà các bạn yên tâm, mình sẽ không có bỏ cuộc đâu. Mình sẽ tìm kiếm cho tới cùng luôn á. Ủa? Gì vậy? Ủa cái thành phố đâu? Sao còn có nửa con thuyền đây vậy? What the heck? Hả? Ơ kìa. Cái quần đùi gì vậy? Trời đất ơi. Trong này vẫn còn đồ nha. Còn những cái miếng blade đâu nè. Ok, nếu vậy mình xin. Ảo thật đây. Nà ní. Ở đây có Diosis đặc biệt các bạn ơi. Nhưng mà kế bên còn có cổng địa ngục nữa kìa. What? Nhưng mà trước mắt thì chưa, từ từ. Đây là Diosis Advance. Wow. Bữa giờ mình tìm Diosis không gặp, nay gặp Diosis nhưng mà ở dạng Advance luôn, cho cẩn thận ha. Uầy, ngầu vậy. Được nha. Nếu vậy thì chúng ta sẽ khiêu chiến liền với thanh niên này mới được các bạn ơi. Liệu rằng ở cái dạng Advance này, Diosis sẽ sở hữu sức mạnh như thế nào đây? Chúng ta sẽ cấu rỉa bằng đòn Flash Cannon trước đi. Ok. Đòn này tạm thời là cấu rỉa ở mức an toàn các bạn à. Đó. Khá là ổn đấy chứ. Trời. Diosis bắt đầu ha. Phản đòn rồi kìa. Ê, căng nha. Chắc phải thêm một đòn Flash Cannon nữa các bạn ơi. Ok. Đánh là gắt đến từ vị trí của Diosis. Trời, không đổi được Pokemon nữa. Thôi, mình sẽ bật kỹ năng bảo vệ của Blastoise Fusion của mình lên. Ôi da, vậy mà đánh cũng thốn chứ cơ. Rồi, tới lượt mình tuồn bóng chứa thôi các bạn. Bình thường Diosis đã rất là nhanh nhẹn rồi, nên là mình nghĩ dạng event này cũng sẽ nhanh như vậy đó. Ôi da. Chưa gì nắp đấm knock out Blastoise Fusion của mình rồi. Ây da. Chúng ta sẽ tiếp tục tung Fastball để chinh phục Diosis Advent các bạn ơi. Mặc dù chưa tìm được Asiot God nhưng mà gặp được Diosis Advent bên này thì cũng ok nha. Quá đã luôn. Nào, hãy về đội hình Advent của tôi đi, Diosis. Thiệt rồi, Fastball không xi nhê các bạn ơi. Thử Ultra Ball coi, đừng nói một quả Ultra Ball được ngàn. Ý thiệt kìa. Vậy nãy giờ dùng Fastball chi chày. Wow, chúng ta đã thành công chinh phục được Diosis Pokemon ngoài hành tinh các bạn. Nhưng mà là ở cái dạng Advance. Và ở dạng này Diosis sẽ mang xong hệ siêu linh và thép ha. Trời ơi, tốc độ 250. Ủa, là nhanh hay chậm ta? Ủa, tính ra cũng nhanh mà ta. Sao nãy giờ dùng cái Fastball không hiệu quả nhờ? Không, thật đấy, ngắm cái coi. Ngắm thôi. Ui, không biết sao ở dạng này mình cứ thấy Diosis ngầu sao các bạn. Ồ, có áo choàng. Rồi thêm 4 cái cánh tay hay 4 cái xúc tui đó chỉa ra cơ. Cưỡi ra. Ui, bay nuốt nuột luôn nha. Wow, bên này còn có Alakazam cấp độ Legendary nữa. Rồi được rồi, nếu mà gặp Alakazam thì để mình đưa Incineroar mình ra trận cái ha. Để coi với sức mạnh của mèo lửa của mình và sức mạnh của Alakazam boss thì bên nào sẽ giành chiến thắng đây. Tấn công nào, Incineroar. Dynamax lên trước lấy lợi thế. Trời ơi, quá là gắt luôn các bạn ơi. Wow, bữa nay Incineroar thể hiện hơi bị dữ nha. Và đây nè, knock out luôn Alakazam. Quay được nhan. Ui, có Earth Blade luôn kìa. Ủa, cái Blade đó mình có chưa ta? Kiểm tra. À, Earth Blade mình có rồi. Còn bên này, cái cánh cổng địa ngục mình chưa thử bước qua, để coi cái cánh cổng này nó sẽ dẫn mình đi đâu hết các bạn. Tò mò nha. Ui, sao tối thui rồi. Ồ, nó dẫn mình tới địa ngục. Ok. Ủa, của cánh cổng để tôi trở lại đèn đâu. Ơ, thế là bị dụ à. Trời ơi. Mình bị dụ rồi. Nữa ha, tính dụ tôi gì không có đâu. Oh my god. Mình
Mình tìm được Arceus Forest. Why? Rồi, ở ngay phía trước ngực của Arceus Forest có cái hình gì kìa các bạn. Ua mà đẹp nha. Đang tìm Arceus God thì gặp Arceus Forest các bạn. Ôi dạ, trời, còn khiêu chiến với mình nữa. Cái gì? À, dám đánh em Tip Lawson của mình một đòn chí mạng à. Ai, Arceus lẹo đấy. Rồi rồi, tấn công nào Tip Lawson. Ui da. Ok, hiện tại em đang tương đối là ngang kẹo với Arceus Forest nha. Cố lên cưng. Hay. Rồi rồi, Tip Lawson của mình em nhiễm lửa, tấn công rất là tốt rồi các bạn. Bây giờ thì chắc mình sẽ đưa một thành viên khác hơi trâu trâu, chẳng hạn như là Charizard, God ra làm tăng cơ ha. Thánh thần ơi, Arceus Forest trưởng phát nào là thốn phát đó các bạn ơi. Ây da, nhưng mà vấn đề tiếp theo là mình có chinh phục được Arceus Forest hay không nè. Hả? Còn hồi máu nữa. Vỡ kế hoạch rồi. Lại, chúng ta hồi nãy có rỉa ở cái mức rất là tốt rồi ha. Nên là tiếp tục dùng Tip Lawson cho em, dùng cái đòn Lava Bloom này. Ok, hai đòn thôi là có rỉa an toàn ha. Sau đó thì đưa Charizard ra để chúng ta tiếp tục tung bóng chứa. Tới khi nào mà Arceus dùng kỹ năng hồi phục máu thì chúng ta lại tiếp tục kết thúc trận đấu và làm lại cách cũ. Kiên trì thôi các bạn ơi. Nếu mà thành công thì chúng ta sẽ có hai Arceus ở trong máy tính nha. Cố lên, cố lên. Ultra Ball coi. Hồi nãy Ultra Ball một phát chinh phục được Dioxide Advance. Ui, nhưng mà với Arceus Forest thì không nha. À, mình còn một cái Park Ball đó. Không lẽ giờ mình dùng Park Ball nữa sao ta? Mình tin là nhân phẩm của mình vẫn có thể chinh phục được Arceus Forest. Đã đủ hên để gặp thì mình tin cũng đủ hên để bắt thôi. Cố lên, chúng ta không bỏ cuộc. Kế bên còn có Absol đang cổ vũ mình nữa cơ. Hồi nãy Fastball không hiệu quả chinh phục Dioxide, bây giờ mình nghĩ là ngược lại đó, sẽ hiệu quả để bắt Arceus đó các bạn. Ui, nhưng mà Arceus cứ hồi máu như vậy thì khó chịu ghê luôn á. Rỉa bao nhiêu là hồi máu bấy nhiêu à. Double kick tiếp nè. Ok, thêm một lần nữa đi. Ui, hồi máu nữa cơ. A few moments later. Yay! Yes! Yes! Ủa? Ủa dân game luôn rồi. Cuộc đời! Có mẹ cuộc đời! Buồn nha, đừng nói là... không buồn, không buồn, vui rồi các bạn ơi. Arceus Forest đã về đội của mình. Ui dồi ôi. Ồ, và đúng... Và đúng thật là Arceus Forest sẽ mang xong hệ thường và lá các bạn ạ. Nhưng mình có một cái thắc mắc là ở cái dạng này thì nếu như mình gắn Blade lên người thì Arceus có thay đổi không? Ví dụ thử nha. Ok. Được không? Ui không được các bạn ơi. Ui trời ơi, mình mà gắn cái miếng Blade lên là Arceus sẽ ăn luôn cái miếng Blade thôi nha. Yêu. Ôi, vậy thì mình lỗ miếng Blade rồi. Nhưng mà nói chung á, Arceus có công thủ toàn diện ghê hết các bạn. Điều ro luôn nè. Trời đất ơi, bảo sao nãy giờ khó chinh phục quá trời quá đất. Rồi, và cho Arceus ăn cục kẹo khi mới về đội mình đi. Ok nha, bớt lì lại nha. Rồi rồi, ơ mà quên. Bữa nay là đội hình khởi đầu mà ta. Nên là tạm thời Arceus và Dioxide sẽ được ở bên trong máy tính của mình một tí đây. Rồi, lướt thêm ít cái rương và chúng ta tiếp tục đi tìm Arceus God rồi các bạn. Ui da, bữa nay là cảm giác là mình hơi bị hên đó nha. Có tới tận hai người bạn mới mà toàn là Pokemon xịn sò ở bên The End luôn đó. Nữa rồi. Hôm qua, gặp một lần hôm nay, vẫn muốn gặp à. Đây là Arceus Forest, dạng boss luôn các bạn. Mình có nên thử không ta? Không. Bữa nay là ngày của đội hình Pokemon khởi đầu. Nhưng khoan, bữa nay đội hình Pokemon khởi đầu của mình, nếu mà đánh bại được Arceus Forest
chứng tỏ đội hình này cũng rất là mạnh mẽ nha. Ồ, thôi được, liều ăn nhiều các bạn, đội hình mình cũng có 3 em Pokemon hệ lửa, 4 em luôn. Vô, đúng bài rồi đó. Khiêu chiến với Arceus Forest luôn. Nhảy nhảy như vậy. Vô đi em. Đúng rồi, Incineroar tới chọn cậu. Rồi, Dynamax kèm luôn nha. Mèo lửa của ta. Hãy mạnh mẽ lên nha. Ôi. Nhưng Hyper Voice của Arceus Forest là một cái gì đó rất là bá đạo các bạn ạ. À. Trời đất ơi. Ủa đây rồi, Charizard. Tớ tin cậu. Ui. Ây da, Arceus tấn công gắt quá các bạn ơi. Charizard thấu đều làm muốn ông lợi rồi. Thôi xong rồi. Lazikengot thì sao? Liệu rằng cú đấm lửa. Ui. Ê, cú đấm lửa ok nè. Được á. Hoặc là double kick. Ok, double kick. Ui, không xi nhê hả? Ủa? Hồi nãy double kick mình thấy cấu rỉa Arceus Forest ok mà ta. Rồi luôn rồi. Tới em nhiễm lửa thì hơi tội nghiệp em có 200 mấy máu rồi các bạn ơi. Ê, nhưng mà đừng khinh thường em nha. Em cũng rất là mạnh mẽ đấy. À không, em bị knock out rồi. Nãy giờ mình chỉ mới kịp cấu được đâu đó cỡ hơn 60% máu của Arceus Forest ở dạng boss thôi. Công nhận ở dạng boss, sức mạnh của Arceus Forest nó nâng lên một cái tầm mới các bạn ạ. Gắt gì trời. Ê, hay là mình đổi chiến thuật đi. Mình sẽ dành cái lượt Dynamax đó cho Charizard mình. Tại vì nãy giờ mình thấy Charizard là nhân tố mà gây được nhiều sát thương nhất các bạn ạ. Đó. Phải lấy lợi thế trước mới được. Rồi rồi rồi. Tiếp tục nè. Mạng số kẹo này mình tin Charizard ít nhất là cũng cấu được 70% máu. Ui, hơn luôn các bạn ơi. Cấu được 80 mấy phần trăm máu luôn kìa. Tiền đề cho chúng ta giành chiến thắng nha. Ui da. Ui sao kỳ vậy. Cái mèo lửa chưa gì là bị knock out rồi. Lazikengot. Mình tính cậu. Ember. Ui, phun lửa không xi nhê các bạn ơi. Ê, cơ hội. Vẫn còn kịp. Yes, thành công. Nice. Ui, mình được thêm Parkbone. Wow, lời rồi các bạn ạ. À. Hay lắm, Charizard. Ui, hồi nãy em thể hiện rất là xuất sắc luôn các bạn ạ. À. Tiếc là không cho em ăn thêm kẹo được các bạn ơi. Coi trong máy tính của mình có gì tăng sức mạnh cho em không? Hơi tiếc là mình không có mang theo cái Fire Gem á. Phải có gắn vô người Charizard thì em còn mạnh hơn nữa cơ. Còn cái Fist Blade này thì mình sẽ cho Blaziken đi. Ok đó. Rồi. Ủa mà ví dụ mình cầm hai cái XP share thì nó có chia sẻ nhiều kinh nghiệm hơn không ta? Không biết nữa. Thử đi các bạn. Ui. What? Gần đây lại có thêm Dilsit xuất hiện trong cái đen các bạn ơi. Nhưng mà đôi khi đó là những cái thông báo bịp á các bạn. Ừ. Xung quanh đây có đúng cái đen đằng kia thôi chứ có cái đen khác nào đâu. Mình bị chon mấy cú rồi nên là giờ mình không có bỡ ngỡ nữa. Phía đằng này. Ôi hay là cái đen này ta. Ồ. Không phải. Phía đằng này mình thấy có khu vực gì kìa. Quang bển coi thử coi. Ui sao cũng thêm mấy ngày rồi mà không thấy Arceus God ta. Kỳ lạ vậy. Ủa có con gì. Ê thôi. Chun. Không lẽ nhân phẩm mình dồn hết vô Arceus Forest với cả là Dilsit Advent rồi ta. Nghi lắm các bạn ơi. Nhưng mà nói chung hôm nay mình đã test được cái sức mạnh đội hình Pokemon khởi đầu rồi nha. Nói chung thì Pokemon nào cũng sở hữu sức mạnh riêng á các bạn à. Và đội hình này cũng vậy ha. Mình có thể dùng đội hình này để đương đầu với đấng sáng tạo ở dạng Forest luôn các bạn à. Và hôm nay chúng ta cũng kịp thấy được sức mạnh của hai người bạn. Đó chính là Tip Lo Xanh, em giống như là nhiễm lửa nè. Cũng như là em mèo lửa nha. Hơi bị chết đấy. Đội hình khởi đầu nãy giờ chiến đấu cũng đã vất vả rồi. Bây giờ chắc mình sẽ để cho mẹ em nghỉ ngơi một tí đi ha. Và bây giờ sẽ là màn thể hiện của đội hình mới, bao gồm Arceus Forest, tiếp theo Arceus bình thường, Dilsit Advent, thêm Pokemon nào nữa ta. Ê, cái em
Katsune Fusion này bữa giờ mình chưa có dùng ẻm nhiều nè các bạn ơi. Ồ, mặc dù mình đã luyện cấp cho ẻm xong xuôi hết rồi. Ẻm là một Pokemon mang hệ bóng tối và hệ lá ha. Ok, mình sẽ cho ẻm vô đội hình luôn. Rồi, thêm thành viên nào ta? Iron Vault. Ồ, ẻm này cũng ít được dùng nè. Ok, và ai nữa ta? Greninja Advent. Alright, đội hình này mình nghĩ cũng sẽ rất là mạnh mẽ đấy. Rồi, bây giờ thì cưỡi, lộn. Cưỡi Arceus Forest. Và chúng ta sẽ đi tìm đối thủ thôi. Wow. Nhưng mà khoan, không biết trong nhà mình có cái bộ đồ nào mà xanh lè xanh lét giống vậy không ta? Ừ, Emerald. À, không có giáp Emerald ta. Vậy cũng hơi khó ha. Áo màu xanh lè thì không có nhiều các bạn ơi. Có áo bằng Lipstone nè, là xanh nhất rồi. Hơi khó. Áo Thunderstone cũng hơi xanh xanh nè. Ê, được ta. Chắc mình lên núi mình đào một ít Thunderstone đi các bạn. Ôi, nhưng mà ở đây có Burial Boss. Đánh boss là một cách test sức mạnh rất là ok nè. Rồi được, mình sẽ cho Dioxide của mình ra trận á. Trận đấu đầu tiên của Dioxide Advance. Chúng ta sẽ tấn công nhẹ bằng đòn này chẳng hạn. Trời ơi. Úi dồ. Mặc dù bị đánh rất thốn nhưng mà Dioxide Advance cũng kịp phản đam các bạn ơi. Nhưng mà tiếp theo thì mình nghĩ là Dioxide của mình nó không chịu nổi quá. Ồ, chính xác luôn. Nhưng không sao, kể đến mình sẽ đưa người bạn xương rồng này ra trận ha. Đừng có giận với Sucker Punch nha. Úi, thất bại. Ơ kìa. À, hơi khó ha. Nãy giờ tung 3 lần liên tiếp nhưng mà đều thất bại hết. Nhưng mà không sao, đây rồi. Revenge, đòn này có vẻ hiệu quả hơn nè. Úi dạ, knock out luôn. Chấp trước 3 đòn đó nha. Và Thunderstone thì ở trên núi này thường là sẽ có rất là nhiều các bạn ạ. Ok, và đây chính là cái ngọn núi mà lúc trước mình cũng đã chinh phục được Charizard nè. Quay, trở lại đây hoài niệm ghê luôn á. Ôi nhưng mà Thunderstone đâu hết. Ở đây nè. Lão đảo mấy ngọn núi này kiểu gì hồi mình cũng gom về được cả đống những cái Thunderstone sát cho mà xem. Đào từ tối cho tới sáng mà mình chỉ mới có được nhiêu đây các bạn à. Ghép lại thì ui, chắc làm được cái áo các bạn ơi. Thôi kệ, méo mó có đỡ không á. Mình sẽ làm cái áo bằng cái Thunderstone này để thay thế cho cái áo hiện tại. Đó, để mình có chút xanh hơn á. Lúc đấy khi mà mình cưỡi Arceus Forest thì sẽ đó, tông sẹt tông hơn nè. Rồi, mặc dù đầu mình hơi đỏ nhưng mà không sao. Giờ thì chúng ta sẽ lên đường. Hy vọng là sẽ có thể gặp được vài cái hội quán á. Trời, mấy hội quán mà gặp mình cầm Arceus Forest chắc là sửng sốt lắm đây. Tí nữa thì quên ta. Mình có Celebi mới về đội đúng không? Nhóc đó đây nè. Chắc mình cũng sẽ dùng cả Celebi nữa cơ. Chứ không thôi tội nghiệp ẻm các bạn. Về đội mà nãy giờ chưa được cho ra trận gì trơn. Rồi trước mặt có Slowbro Bot nữa ta. Thôi được, đây sẽ là lúc Arceus Forest của mình thể hiện nha. Hyper Voice. Thử coi. Úi dạ. Úi trời. Gắt vậy. Trưởng nhẹ thôi mà sao Slowbro trưởng lại thốn vậy. Hồi máu lại. Yeah, đầy máu lại nha. Rồi. Đuối rồi chứ gì. Tiếp tục nào, Hyper Voice. Đó, trưởng xong cái hồi máu liền các bạn. Ê, không kịp hồi máu rồi. Oh no. Celebi, tới chọn cậu. Trận đấu đầu tiên của Celebi nè. Đó, em cũng tấn công được nha. Hiệu ứng hơi bị đẹp luôn các bạn ơi. Ui nhưng mà em bị trọng thương rồi. Dạ nhẹ. Chúng ta sẽ thất bại sao? Hay là để Greninja đi. Greninja Advent đi. Nãy giờ mình xoay chuyển đội hình tùm lum các bạn. Đó, nhưng tới lượt Greninja Advent mình tin là chúng ta sẽ chiến thắng. Đấy, chứ giờ mà thua là nhục mặt lắm á. Hơi tiếc là để cho Arceus ở dạng Forest bị knock out á, nên không nhận được kinh nghiệm. Thôi không sao, kèo sao mình sẽ cẩn thận hơn một xíu á. Ui, ở dưới này còn có ngôi đền để triệu hồi Moltres nữa nè các bạn. Wow, được ta. Mình sẽ đánh dấu khu vực này lại, biết đâu sau này mình muốn triệu hồi thêm chim điện huyền thoại mình sẽ trở lại đây ha. Hoài ơi, còn có kim tự tháp. Ê, có làng nữa cơ. Nữa rồi đó, dùng sa mạc này lại cho mình nhiều bất ngờ nữa rồi đó các bạn à. Mình sẽ tìm lối vô một cái ha.
Sau đó thì biết đâu được chúng ta lại có thêm một vài cái GS Bond thì sao? Đi xuống luôn. Ui! Arceus! Oh no! Arceus ơi! Cưng tròn anh đúng không? Arceus tròn mình rồi các bạn! No, mất hết rồi. Trời ơi, người bạn mới này troll mình thiệt rồi. Còn chấm không gì mặt mình á. Hay da, cay thế nhờ. Tình cảm bạn bè có chắc mình lâu sau cái pha đó chứ. Ủa? Ê, ngôi làng này có hội quán. Rồi có thêm cái chỗ để dạy võ cho cấp phu nữa kìa. Ủa, cho ơi phu nữa kìa. Ôi, nhưng mà đây là hội quán nước hay sao các bạn ơi? Hay da, vậy thì hơi thiệt thòi cho Arceus Forest ta. Áp lực tạo nên kim cương, kèo khó thì mới thấy được sức mạnh của Arceus Forest. Ok, vô luôn. Cho Arceus Forest tấn công nào. Ủa dạ, chủ hội quán đổi Pokemon rồi. Và đối thủ là Ludicolo các bạn ơi. Em này nhìn có vẻ hiền hiền ra, không biết sức mạnh như thế nào đây. Ui, đài nó mắc lên luôn rồi kìa. Ghê vậy. Hồi nãy quên ta, biết vậy mình gắn cái Flame Blade vô người Arceus bình thường của mình trước á. Ây, ẩu thì cơ chứ. Thôi, để mình xí chỗ hồi quán 30 giây. Trang bị cái Flame Blade cho Arceus của mình trước. Đây đây, Flame Blade nè. Alright, trang bị vô cái nào. Lại đây Arceus. Rồi. Ê, nhưng mà khoan. Ủa, tính ra đây là hồi quán nước mà ta, mình gắn Flame Blade khác nào để Arceus vô thế khó đâu. Ừ ha. Trời. Ẩu thì chứ. Mình phải dùng cái Zap Blade thì ngon hơn các bạn ơi. Hết chuyện rồi. Không sao, hên là mình phát hiện kịp. Rồi, mới trang bị giáp led nên là mình sẽ cho Arceus ra trận luôn á các bạn. Sau đó thì dùng đòn Judgment để xem coi. Đổ. Cực thốn nha. Ui à, nhưng mà trận đấu này thì mình đang nhìn ở cái góc nhìn không được khoán cho lắm các bạn. Nhưng không sao, chúng ta vẫn theo dõi được trận chiến này các bạn ơi. Qua góc nhìn hơi bị hạn hẹp một xíu ha. Ui, nhưng mà đối thủ là Ludicolo có vẻ là không dễ chơi các bạn. Liên tục gây sát thương cực mạnh lên Arceus kìa. Trời, còn knock out luôn Arceus rồi. Tới lượt Arceus Forest của mình thì sao? Hyper Voice. Ây, chủ hội quán lại đổi Pokemon rồi. Không sao, vẫn trúng đòn nha. Mình sẽ spam Hyper Voice liên tục các bạn ơi. Đây nè. Ui, phản đòn rồi. Nhưng mà mình tin Arceus Forest có thể gánh tem trong lần này. Hả? Lại đổi Pokemon tiếp. Ui da. Chủ hội quán liên tục đổi Pokemon các bạn ơi. Hiện tại Arceus Forest đang chiến đấu rất tốt nên là ok. Mình vẫn sẽ tin dùng người bạn này ha. Rồi, Dynamax luôn cho cẩn thận nè. Ui, Vaporeon có vẻ là hồi phục rất là khó chịu nha. Hey. Ui, không sao. Arceus Forest sau khi Dynamax đã knock out được Vaporeon rồi các bạn. Ê, Dioxide Advance cũng có Hyper Beam nha. Rồi, có lý. Một xíu mình sẽ cho Dioxide Advance ra trận luôn. Nhưng mà hiện giờ thì Arceus Forest có vẻ là dẫn chiến đấu rất là tốt này. Liên tục là những đòn Hyper Voice cực mạnh. Ui, tuy nhiên bây giờ em đang đuối dần các bạn ơi. Hay da, còn bị phỏng nữa chứ. Xong rồi, mình hết dùng Hyper Voice của Arceus Forest được rồi các bạn. Ây, em còn bị knock out nữa. Thôi được, tới nước này. Dioxide Advance tới chọn cậu. Hyper Beam. Đó, tuy nhiên thì không đủ để knock out Slowking rồi. Ui ô. Đoạn này thì sao? Ai? Rồi luôn. Sức mạnh của Kabutop đã knock out Iron Ball rồi các bạn. Tới nước này Greninja. Mình chọn cậu. Để coi với Greninja thì... Bây giờ chỗ hồi quán là đổi Pokemon kìa. Nhưng không sao, Greninja hôm nay có vẻ sẽ gánh tem cho mà xem. Ui, knock out 2 Pokemon rồi. Kabutop. Xém nữa thì knock out. Bây giờ, căng các bạn ơi. Có vẻ Kabutop cao hơn những Pokemon trước. Nhưng hiện tại Greninja đang lấy lại lợi thế rồi. Một đòn Night Slash nữa thôi. Knock out rồi. Ủa, à vẫn còn Martine. Rồi, Night Slash. Ê, được nha. Đây là đối thủ cuối cùng, liệu rằng
rồi. Ý, vẫn còn cơ hội. Reninja Advent. Ý, thành công rồi. Yes. Nice. Mặc dù những người bạn khác bị knock out từ rất là sớm, nhưng mà không sao, cuối cùng Reninja Advent vẫn có thể gánh tem giúp mình được các bạn. Và giúp mình có được một cái huy hiệu hội quán mới á. Hình giọt nước nha. Quá đã luôn. Rồi, cũng cảm ơn chủ hội quán về cái huy hiệu Okela này nha. Quay. Chủ quán này cũng rất là cá tính các bạn. Để máy xéo rồi ha. Còn bây giờ thì chắc mình sẽ không ở làng báo làng nữa đâu các bạn. À không, báo chị tá đi. Lâu rồi chưa ghé hỏi thăm chị. Rồi, tạo công ăn việc làm cho chị luôn nha. Đã, chữa thương lại cho những người bạn á. Ok, sau đó thì coi có gì tặng chị không ta. Ồ, mình dư cục đá nè, tặng chị cục đá đi ha. Nay là em thay đổi rồi chị y tá ơi. Đừng có ngại ngùng nghe. Em hết cái tật cũ rồi. Chị yên tâm. Rồi bây giờ thì chắc mình sẽ cởi Assert Forest và chúng ta sẽ đi đến một cái vùng đất này. Bởi vì mình còn có một Pokemon mà chưa có chinh phục được các bạn. Và Pokemon đó chính là một cái người bạn Golem huyền thoại. Nhưng mà ở cái dạng đặc biệt các bạn ơi. Hiện tại thì mình đã có hai người bạn Golem huyền thoại ở hình dạng đặc biệt rồi. Đó là Machine Metal nè. Rồi tiếp theo là Gliding Laser. Đó. Và còn một người bạn nữa ở cái vùng đất Misa này nè. Nhưng mà có vẻ là tỷ lệ gặp người bạn đó không cao lắm thì phải. Thôi chắc mình sẽ lãng vãng ở đây rồi đi xuống dưới lòng đất á. Hy vọng là chúng ta sẽ đủ may mắn để gặp được người bạn đó. 3 hours later. Trời ơi, sao một khoảng thời gian Regirock mình gặp không phải là dạng đặc biệt các bạn à. Trời, còn khiêu chiến chứ. Asus của mình á. Thôi được, nếu mà đã muốn chiến đấu rồi thì mình tiếp chiêu luôn. Celebi, tới chọn cậu. Rồi rồi. Chiến đấu với Regirock nha. Ui, tăng sức mạnh à. À, giữ người ta. Thôi được. Ui dồi. Celebi đã knock out Regirock luôn rồi các bạn. Thôi không sao, không bỏ cuộc. Đã lỡ đặt chân tới đây rồi thì ở thêm vài ngày nữa các bạn, biết đâu bất ngờ. Ui, miếng ballet này có chưa ta? À, mình có rồi. Ủa, còn trong này. Ê. Ồ, ôi trời. Ở trong đây nó còn có cái chuông để triệu hồi Ho-Oh này các bạn. Wow. Ê, ngon, mình lượm luôn. Đồ free mà. Ê, có lý ta, có lý ta. Ê, khoan, từ. Ờ, Celebi. Ê, không. Pokemon nào vậy? Oh, no. Scizor. Tung lẻ. Oh my gosh. Đây rồi. Cuối cùng, mình cũng đã gặp được Golem huyền thoại ở cái vùng này nhưng mà là dạng đặc biệt các bạn. Lần trước mình cũng đã gặp một lần nhưng mà là dạng boss á. Nhưng mà lần này là dạng bình thường để mình có thể chinh phục rồi. Wow. Đây là Striding Stone các bạn. Ờ, là Regirock ở hình dạng đặc biệt á. Wow, coi kìa. Nhìn cao to, chà bá lửa luôn. Đã vậy còn hiếm nữa chứ. Nhưng mà nay, ẻm đã xuất hiện và mình đang chinh phục nè các bạn ơi. Tuy nhiên thì ẻm rất là trâu nha. Dùng Phone Sweep không có xi nhê gì hết. Nhưng mà dùng những kỹ năng khác thì không có chắc cú các bạn. Mình sợ sẽ knock out Golem huyền thoại đặc biệt nữa. Nên là thôi, mình chậm mà chắc á. Cẩu rỉa thêm một xíu nữa rồi chúng ta tùng Heavy Ball để chinh phục Striding Stone thôi. Ui, khác rồi các bạn. Yes, thành công rồi. Vậy là chúng ta đã mang thêm được một Golem huyền thoại đặc biệt về đội. Đây. Wow, bộ ba luôn nha. Quá đã, vở dạng đặc biệt này Striding Stone sẽ mang song hệ đá và khủng long. Ủa lột. Hệ rồng các bạn. Wow, và chỉ số coi. Trời, em hơi bị trâu luôn các bạn ơi. Ừ, hèn gì nãy Seesaw Phone Sweep không có xi nhê gì hết. Vậy là kế hoạch ở cái vùng Misa này chúng ta đã thành công mỹ mãn rồi các bạn. Việc tiếp theo của mình là chắc sẽ mang em ra xíu để mình luyện cấp chứ không vậy ta. Nhưng thôi, em thọ cấp so với những Golem huyền thoại đặc biệt khác thì cũng hơi tỏi ha. Hiện tại Striding Stone đã ở một cương vị khác rồi các bạn à. À mà quên, hồi nãy giờ chúng ta chỉ mới chinh phục mà chưa cho các bạn xem cái hình dạng của em ở bên ngoài. Nói chung thì em sẽ có một cái chiếc cổ rất là dài ha, giống như là khủng long Brachiosaurus gì đó các bạn. À, và đặc biệt với thân hình đồ sộ này thì mình cưỡi được không? Ô, mình cưỡi được. Trời, bay được luôn mấy ảo nè.
Rồi rồi, ơi ơi, anh làng còn xuất hiện tới tận 2 boss lận. Wow, 3 boss luôn, trời. Chắc do nãy giờ mình chổng mình thăm ngàn lâu quá, ngoài này boss xuất hiện tràn lan rồi. Và đây, ê chưa, quên. Ví dụ, Stridenton đánh không lại thì, ui da, trời. Thì chúng ta còn phải cho Arceus gánh tem nữa chứ. À, thế nên là mình sẽ dùng cái PC Blade này để biến cho Arceus của mình à, có hệ tiên á. Xíu đấm nhào với gà chơm cho căng tí nhà. Ok. Giờ thì Striding Stone, tớ chọn cậu. Đó. Kích thước là hơi bị chênh lệch nha. Và khi mình Dynamax cho Striding Stone thì sao nha? Liệu rằng em sẽ... Trời ơi. Em sẽ to khủng khiếp luôn các bạn ơi. To chà bá nội luôn á. Bây giờ Gachom boss chỉ bằng cái móng chân của em thôi à. Ui nhưng mà sức mạnh thì không tương đồng với cái kích thước nha. Hiện tại Striding Stone của mình không có kỹ năng hệ rồng nữa hết các bạn ơi. Không biết sao đấm nhau lợi Gachom đây. Yêu. Toan rồi. Em chỉ cấu được gần nửa cây máu của Gachom thôi á. Nhưng mà em cũng đã cố gắng rồi các bạn. Phần còn lại mình sẽ thử cho Arceus sau khi gắn PC Blade ra trận á. Ui da, trời cũng bị đánh gắt lắm cơ. Nhưng khi phản đòn, wow, cực mạnh luôn các bạn ơi. Wow, kèo này thì chắc là một mình Arceus sẽ... Chính xác, knock out Gachom rồi. Wow, được đá Mega của Gachom nè. Kẹo được các thứ á, mình xin. Bên này còn boss Benette nữa các bạn ơi. Để xem coi với boss Benette thì Arceus Forest của mình sẽ xử lý như thế nào đây. Ồ, vẫn đánh rất là tốt nha. Quay. Nói chung thì hôm nay đội hình mình sử dụng vòng quay Pokemon hay là đội hình sau khi mà mình chinh phục mới về đội. Tất cả những người bạn này đều mạnh mẽ các bạn ơi. Còn cho mình một cái trứng may mắn sau khi đánh bại nè. Quá đã luôn. Hôm nay quả thật là một ngày tuyệt vời đối với mình rồi. Và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới mình sẽ có thể tìm thêm được nhiều người bạn mới mẻ nữa. Và sắp tới các bạn còn muốn mình sử dụng đội hình Pokemon nào, hãy cho mình biết ở dưới phần bình luận nha. À mà bạn nào có nhu cầu mẹt Roblox, Laproot hay là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình Bisemon siêu cấp. Bye bye.